Dạ xin kính chào quý anh chị. Hiện tại bây giờ em đã có mặt tại xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai nha anh chị nhé. Trước mặt em đây là một bất động sản dòng tiền cực kỳ có tiềm năng tăng trưởng rất lớn và giá đang rẻ nhất thị trường hiện tại bây giờ. Với bề ngang là 25 mét mặt tiền quốc lộ đó, rất rộng luôn, và sâu của nó là 85 mét, có 250 mét thổ cư, có sổ riêng, và đằng sau đất của mình có một cái mặt tiền đằng sau với đường bê tông là 3,5 mét. Và ở đây thì mình có thể làm được những gì? Thì bây giờ em xin thông tin đến vị trí nhé. Từ vị trí của em đây thuộc Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai thì chúng ta chỉ tầm khoảng 20 phút là chúng ta đến nút giao cao tốc của Phan Thiết Dầu Dây. Hướng bên này chúng ta sẽ đi Bình Thuận, đi Phan Thiết, đi La Ghi. Thì từ đây chúng ta đi ra nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng chỉ khoảng 20 phút thôi. Và từ vị trí chúng ta đi xuống thì sẽ La Ghi chỉ tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ chưa tới, tùy tốc độ của anh chị. Nhưng mà nếu mà tắm biển thì anh chỉ cần di chuyển 1 tiếng đồng hồ thôi là chúng ta tới biển La Ghi tắm thoải mái rồi. Thì hôm nay em thông tin đến quý anh chị sản phẩm này có một giá trị tăng trưởng rất lớn. Giá công khai hiện tại bây giờ luôn, sản phẩm này chỉ hơn 7 tỷ tí xíu thôi là anh chị có thể sở hữu bất động sản này rồi. Còn cái giá trị tăng trưởng của nó có thể lên gấp đôi, gấp ba. Tại sao vậy ạ? Bên tay trái của em trước mặt đây này, bên đây này anh chị, hiện tại cái khu này của em đang quy hoạch đất ở là dân cư ở kín, mà đằng sau nó từ mốc lộ giới của đường quốc lộ 1A nhá, đi vô khoảng 500 mét, bắt đầu từ mốc lộ giới trở về sau đó chính là quy hoạch đất khu công nghiệp của Xuân Hòa, Xuân Lộc anh chị, với diện tích quy hoạch đã được chủ trương đến 2030 là 1.100 hecta quy hoạch đất khu công nghiệp. Và đất nó sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chính là 500 hecta, rồi giai đoạn hai của nó sẽ là 650 hecta để khu công nghiệp. Đây thì anh chị hình dung đi, chỉ cắt vị trí mình 500 mét thôi, đó chính là khu công nghiệp. Thì vị trí này sau này anh chị có thể kinh doanh cực kỳ sầm uất luôn. Anh chị có thể làm gì trên bất động sản này em ơi anh chị? Hiện tại bây giờ em đang đứng ở quốc lộ ấy, cho nên hơi ồn thì anh chị thông cảm nhé. Với cái diện tích rộng như vậy ấy, anh chị hoàn toàn có thể làm nhà hàng này. Anh chị có thể làm bất động sản dòng tiền, mặt bằng kinh doanh, nhà hàng tiệc cưới, kinh doanh các quán ẩm thực, kinh doanh các dịch vụ. Ví dụ nha chị nhé, bên đây em hiện tại bây giờ lô này là ngang 20 mét và đang ngang 15 mét, đang mở cái dịch vụ là chăm sóc xe, anh chị thấy không? Ở bên kia của em là một quán giải khát này, một quán nước giải khát, và cái quán đấy thu nhập hiện tại bây giờ theo em biết được, cái chủ quán đấy đang thu nhập hiện tại bây giờ là một tháng ít nhất là 30 triệu là tiền lợi nhuận từ cái quán nước đấy, gồm có cà phê võng này, ăn sáng, ăn trưa. Và anh chị nhìn thấy không, hiện tại bây giờ ở trong đấy người ta đang nghỉ ngơi buổi trưa rất đông. Và đây em cho anh chị xem, đây chính là một dàn xe quân đội, xe lính đang nghỉ ngơi quanh quán đấy. Thì mặt bằng này kinh doanh được rất nhiều mặt hàng, và đối diện em đây chị, ở ngay chỗ đầu của cái xe quân sự đấy, đó chính là trạm dừng chân và cũng là cây xăng luôn. Thì đúng là có một bất lợi thế hiện tại bây giờ ấy, đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi qua thì lượng dân đi di chuyển ở đây nó đã giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà không vì thế mà bất động sản này xuống giá, thậm chí còn tăng giá. Tại vì em thấy tăng giá ở đây đó chính là khu công nghiệp của mình. 1.100 hecta đất khu công nghiệp, thì vị trí này tương lai nó phát triển cực kỳ thầm út và phát triển cực kỳ lớn luôn. Và từ vị trí của mình đi ra biển La Ghi ấy, rất là gần luôn. Thì đó, đấy là thông tin chi tiết của cái sản phẩm này. Thì bây giờ em mời anh chị đi xuống mặt tiền đằng sau để xem mặt tiền đằng sau. Dạ đây anh chị, em đang có mặt ở mặt sau của cái sản phẩm của mình anh chị nhé. Đây chính là con đường bê tông này. Con đường bê tông này rộng khoảng 3,5 mét. Xe hơi đi thoải mái nha anh chị. Đường điện có sẵn nhá. Và đây chính là cái sản phẩm của mình đây.
nó sẽ bắt nguồn từ cái bức tường này này. Đó, đi qua là 25 mét. Đi qua 25 mét tới hết bức tường đó. Thì bây giờ em sẽ quay một số cái dân cư xung quanh cho chị coi ở phía đằng sau này như thế nào nhá. Đó, đó chính là cái sản phẩm của mình. Đấy, thì đây chính là dân cư xung quanh này chị này. Đó, đường điện này có sẵn này. Rồi, đây là nhà người ta ở sẵn này. Và bên đây cũng là nhà dân ở sẵn đây anh chị. Thì cái mặt đằng sau này ấy, là dân cư của khu này có sẵn cho chị nhé. Đó, đây là nhà dân ở sẵn đây. Anh chị thấy không? Đây anh chị, em đang ngồi trong một cái quán cách lô đất của mình khoảng 10 mét. Đấy, cái quán này kinh doanh rất là sầm uất luôn, với thu nhập chỗ này khoảng 30 triệu một tháng. Thì cái vị trí của em ấy là Đồng Nai, em đi lên đây ấy, chỉ hết khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Nếu anh chị nào mà ở xa như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh mà muốn di chuyển lên đây ấy, thì em thông tin đến là anh chị có thể di chuyển hoàn toàn bằng cao tốc. Nếu mà anh chị ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, anh chị sẽ đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến nút giao do cao tốc Phan Thiết. Thì anh chị đi theo nút giao cao tốc Phan Thiết, anh chị đi khoảng 40 phút nữa thôi, không tới 40 phút đâu. 30 phút thôi là anh chị đến điểm giao xuống điểm này luôn. Thì nếu mà anh chị Thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị đi xuống đây ấy, thì đâu đó khoảng hết 1 tiếng hơn tí xíu là tới đây rồi. Hoàn toàn cao tốc hết, cực kỳ nhanh. Còn anh chị nào mà ở Hà Nội thì anh chị có thể bay máy bay, anh chị ở Hà Nội ấy, bay máy bay vào Thành phố Hồ Chí Minh đi cao tốc về đây. Còn nếu mà anh chị mà ở Bình Dương thì anh chị hoàn toàn có thể đi quốc lộ 1A, đi đến ngã ba Dầu Dây nhá. Đến ngã ba Dầu Dây rồi anh chị đi cao tốc vào đây, cực kỳ nhanh luôn anh chị. Đây chính là chợ Xuân Hòa này, cách đất của mình tầm khoảng 200 đến 300 mét thôi. Thì ở đây là buôn bán rất là sầm uất. Anh chị em nào có nhu cầu mua lương thực thực phẩm, mua đồ dùng sinh hoạt thì có thể vô chợ để mua này. Đó, em sẽ đi trực tiếp cho anh chị coi luôn. Ở đây bán rất, đầu tiên đi vô đầu chợ ấy, người ta bán nội thất này, cực kỳ lớn luôn. Đây là chợ Xuân Hòa. Rồi mình sẽ đi lên tí xíu xem có gì nhá. Đó, bây giờ mình qua tay trái này, bên tay trái là buôn bán này. Đây cách vị trí đất của mình khoảng 250 mét thôi cho anh chị nhá, không xa đâu. Đó, chợ này rất đông và ở đây quy hoạch rất chuẩn chu nha anh chị. Ở đây là đường rộng khoảng 4 mét, vỉa hè hai bên. Dân cư này giống như dự án 1/500 ấy. Thì sau lưng của mình đây này, từ bên tay trái em này, đó bên này, thì từ vị trí của mình cách đây khoảng 400 mét thôi là nó sẽ là khu công nghiệp nha chị nhé. Đó, thì em đang đi via khu công nghiệp xem có những gì cho chị coi. Đây chính là chợ Xuân Hòa đây. Đó. Đây chính là chợ Xuân Hòa. Hiện tại bây giờ là buổi trưa rồi, bây giờ là 11 giờ trưa. Hello chị. Nè, dân ở đây rất là vui tính. Đây chợ Xuân Hòa. Xem. Ở đây có bát hoa xanh rất to. Anh chị thấy không? Chỉ cách vị trí của mình khoảng 250 mét thôi, không xa, là anh chị có thể mua sắm được tất cả những thứ xung quanh này để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống ở đây. Khi mà khu công nghiệp sau lưng mình ấy, đây này, sau lưng của Bách Hóa Xanh đây này, từ Bách Hóa Xanh này đi xuống khoảng 300 mét nữa thôi là nó sẽ quy hoạch khu đất công nghiệp, khu công nghiệp 1.100 hectare. Thì lúc đấy đất ở đây còn phát triển hơn nữa. Dạ anh chị, đó chính là toàn bộ thông tin của cái sản phẩm của mình. Anh chị em nào có nhu cầu mua bất động sản này thì yên liên hệ với em qua số điện thoại là 0772 088 263. Dạ, em xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều và hẹn anh chị ở clip tiếp theo.